Thưa quý vị, Hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền có 50 xã viên với tổng diện tích sản xuất khoảng 7 hectare. Từ đầu tháng 7 đến nay, các trận mưa lớn khiến nhiều diện tích rau của Hợp tác xã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều diện tích rau bị ngập trong nước phải nhổ bỏ đi. Số bí đỏ này của gia đình ông Bình đã trồng được gần 3 tháng, sắp đến ngày thu hoạch, nhưng do bị ngập trong nước sau những trận mưa lớn vào đầu tháng 7 vừa qua nên đã bị hư, úng, phải bỏ đi. Khoảng 800 mét vuông hành lá cũng bị hư hại, phải nhổ bỏ. Điều này đồng nghĩa thu nhập vụ này của ông Bình bị mất trắng. Đợt vừa rồi thì nó ngập thì cũng thiệt hại khoảng 30-40 triệu thôi. Khắc phục cái này là cái biện pháp cái như gần như đối phó trước mắt thôi. Thì giờ anh mua đất, cái như anh mua đất giờ mình đổ để nâng cái nền đất để sản xuất cho nó cao một tí. Nếu mình không nâng nền vậy thì không làm được. Thì mình mặc dù nói đúng là nông dân thì ai cũng muốn làm, nhưng kinh phí bỏ ra thì thật nó quá nhiều. Những trận mưa lớn vừa qua cũng khiến gần 1.000 mét vuông trồng rau của gia đình ông Hùng bị ngập sâu trong nước, phải nhổ bỏ. Thì ảnh hưởng thì 100% là nó hư hết, đâu làm gì đâu. Mà mình chủ yếu là mình sống cái này thôi. Cho nên là bây giờ nó ngập hết, quay lại đi xin ghẹ về bóc. Hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi hiện có 50 xã viên với diện tích khoảng 7 hectare. Các trận mưa lớn từ đầu tháng 7 đến nay đã khiến 50% diện tích trồng rau của hợp tác xã bị thiệt hại nặng nề. Bây giờ có thu hoạch được đâu? Bây giờ toàn bộ các nơi đưa về là bán giá cao, chúng tôi không có thiệt hại hết, đâu có thu hoạch đâu mà bán ra thị trường được. Bao nhiêu vốn liếng đầu tư đều mất trắng. Bà con hợp tác xã đang mong mỏi các cấp chính quyền, hội nông dân có chính sách hỗ trợ để người dân có thể tái sản xuất vụ tiếp theo.